Thưa quý vị, câu nói lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng giêng là bởi ngày này có một ý nghĩa đặc biệt trong hệ thống tâm linh và tín ngưỡng của người phương Đông nói chung và người Việt nói riêng. Chính vì vậy, hôm nay, ngày rằm tháng giêng, mặc dù thời tiết miền Bắc rét và mưa, nhưng vẫn có rất đông người dân, du khách thập phương đến với các chùa để cúng cầu bình an trong năm mới. Thời tiết hôm nay mưa phùn, giá rét, ảnh hưởng ít nhiều đến việc đi lễ. Nhưng ngày từ sáng sớm, chùa Cây Thị tại tỉnh Hà Nam đã có một lượng lớn người dân và du khách về đây chiêm bái, dâng hương và hành lễ. Đa số mọi người coi đây là thời khắc để bình tâm nhìn lại một năm đã qua và định hướng cho bản thân trong năm tới. Còn đối với các bạn trẻ, đi lễ chùa không chỉ để cầu nguyện những điều tốt đẹp cho bản thân và gia đình, mà còn là dịp thưởng lãm cảnh đẹp, nét thanh tịnh chốn linh thiêng và hiểu hơn về truyền thống văn hóa dân tộc. Hôm nay là rằm tháng giêng thì em đến đây để cầu bình an cho gia đình và bản thân mình, cầu sức khỏe và tài lộc nữa ạ. Mặc dù là trời hơi mưa nhưng mà đúng là mưa xuân luôn đấy ạ. Nên là càng mưa thì càng lộc. Thời gian bây giờ cũng có hạn thì chúng mình vừa kết hợp với đi lễ và du xuân đầu năm luôn thì vừa cầu bình an cho gia đình thì hay hơn ạ. Ngày nay, việc đi lễ kết hợp việc du xuân ở những nơi thánh tích, di tích có những cái phong cảnh đẹp thì kết hợp giữa hai yếu tố đó thì chúng tôi nghĩ đây là một cái truyền thống mang cái giá trị văn hóa tâm linh kết hợp với việc du xuân là một cái hết sức là đáng ghi nhận. Còn tại chùa Thủy Nha thuộc thôn Nghè, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, những ngày này, ngoài việc cầu an đầu năm, người dân và các Phật tử tới đây thường tụng kinh Dược Sư và hồi hướng công đức để mọi người khắp nơi được an lành. Thông thường theo đạo Phật thì kinh nào vào trong chùa cũng là tốt hết. Nhưng mà đầu năm chúng tôi là muốn là cầu quốc thái dân an, bệnh tật đều duy trừ để có sức khỏe lành mạnh để được phục vụ nhiều hơn cho Phật Pháp, cho xã hội và cho công cuộc đổi mới. Cho nên là chúng tôi chọn bản kinh Dược Sư để chúng tôi tụng nguyện đầu năm. Ngoài những cái tụng kinh, cầu an, cầu phước ra thì lại rằng là làm cái lễ phóng sinh. Ví dụ như mua chim, mua cua, mua cá, mua ốc để làm lễ phóng sinh, để thả, để mong cái sự trường tồn, cái trường thọ đến với lại tất cả mọi người. Có thể thấy, đi lễ chùa đầu năm hay rằm tháng giêng là một nét văn hóa truyền thống được hình thành từ lâu, tạo nên bức tranh đặc sắc trong nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Qua đó, không chỉ thể hiện niềm tin, hy vọng về cuộc sống hạnh phúc, no đủ, mà còn góp phần vun đắp thêm niềm yêu quý và trân trọng những giá trị cội nguồn.